ra rồi. Bây giờ đội chùa Ca Lang và chùa Bali đang chuẩn bị về đích. Chúng tôi thấy đội chùa Ca Lang đang dẫn trước đội chùa Bali vào đây. Để coi đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai này. Chúng ta là đội lũ và hai đội ra đội thành phố Sóc Trăng. Thank you.
Chúng tôi xin nhắc lại là đội của Tức Ray của thị trấn Long Phú sẽ bơi bên khán đài, và đội Bưng Cô Cháp của Tân Hưng cùng với Long Phú bơi bên kia sông. Bây giờ hai đội đang xuất hiện.
Yeah!
nghĩa là đội Kali của thành phố Sóc Trăng. Chúng ta thấy ở bên xa của trận này đang tạm thời dẫn trước đội Kali của thành phố Sóc Trăng. Và chúng ta thấy tay đôi của hai đội đang cố gắng để bứt phá những phút cuối cùng để về đích. Và chúng ta thấy hiện nay đội bên xa Oh.
đất đây của thị trấn Long Phú, coi bên phía bên kia sông. Hiện nay hai đội đang xuống kè, và hai đội đang tới bơi đã bứt phá, đang tới bơi đã bứt phá. Đất đây, đất đây, coi đi. Yeah.
và cũng chúc mừng cái đội Bobby Đức Đức của thị trấn lớp thơ thủa Nguyễn Trần Hê cũng đang rất cố gắng để tỉa ba. Có 2 trận, chùa Vân Lô Cháp thi đấu 6 trận, thắng 2 thua 4. Trường Pha Ly thi đấu 6 trận, thua 6 trận. Chùa Tức Tây, thị trấn Long Phú thi đấu 6 trận, thắng 5 thua 1. Chùa Sơn Ke thi đấu 6 trận, thắng 1 thua 6. Và xã Duy An, huyện Trần Đề. Giải nhì, chùa Tức Tây, thị trấn Long Phú. Giải ba, chùa Phô Tư Lức, huyện Trần Đề. Xin mời đại diện ba đơn vị lên nhận giải của ba tổ chức giải. Phó chủ tịch của em huyện lên trao quà cho ba đơn vị đạt giải.